Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Man Space. Thì có thể các bạn chưa biết là channel đã được đổi host rồi và hôm nay mình sẽ là host của chương trình ngày hôm nay. Các bạn có hào hứng? Không có đâu bạn. Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel Man Space. Thì rất là may mắn là channel vẫn chưa có đổi host, nhưng mà hôm nay á channel Man Space có mời thêm một khách mời, đó tên là chị Nguyên. Thì các bạn biết á, về nước hoa hồi đó giờ mình review á toàn là cảm nhận cá nhân của một thằng con trai thôi, nhưng mà thực ra mình nghĩ á là nam giới á, cái việc sử dụng nước hoa mà nữ giới thích á thì sẽ rất là tuyệt vời, đúng không? Chị nghĩ sao về vấn đúng đề rồi. Mà nước hoa mùi hương từ phía các bạn nam là một trong những cái mình thấy mà một trong những cái yếu tố rất là quan trọng trong việc mà thu gần cái khoảng cách giữa nam giới với nữ giới đó. Cho nên là hôm nay á mình sẽ mời chị Nguyên cùng mình test những cái chai nước hoa mà thông dụng và nhiều người biết nhất, nhiều người sử dụng nhất, và trong đó có những cái chai nước hoa mà bản thân mình thấy rất là thích, để tìm xem là nữ giới sẽ cảm thấy như thế nào về những chai nước hoa này. Ok, chị có bắt muốn đầu nói chưa? Câu let's go hay thay host không? Ok, let's go. Let's go. Ok, thì chai nước hoa đầu tiên đó chính là Club de Nuit Intense Men. Chai nước hoa này sẽ như thế nào trong mắt nữ giới? Ok, thì mình thử nha. Trong mắt các bạn học outfit của em hôm nay nhỉ? Ok, để xem nha, xem. Mùi này nó khá là nồng nhỉ. Nhưng mà nồng nó không bị nhức đầu, kiểu nó khá là thoải mái á. Mùi gỗ, nhưng mà khi mà thử gần thì nó có một chút gì mùi thanh thanh chua chua đúng không? Mùi chua là của quả chanh vàng á. Ờ đúng rồi, tại vì nó cân bằng lại á. Thì chị nghĩ là chai nước hoa này xứng đáng được bao nhiêu điểm trên thang điểm 10? Chị khá thích chai này nha. Tại vì chưa ngửi hết được á, nhưng mà xét về cái chai này không thì khá là ấn tượng, 9.5. 9.5 trên 10 cho Club de Nuit Intense Men nha các bạn. Wow. Thơm. Rất là bất ngờ. Rất là. Ok, và chai nước hoa thứ hai đó chính là Versace Dijon Bleu. Thì cái chai này thật sự là cá nhân mình rất là thích, để xem coi phụ nữ sẽ thấy như thế nào về cái chai nước hoa này nha. Chị thấy thì chai này nó cũng là cũng có chút gỗ, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn cái kia, khá là đối lập, mặc dù nó cũng mang cái tông trầm khá là cảm giác khá là sang trọng, nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn và nó khá là phù hợp với những cái mục đích với lại những thời điểm khác nhau. Nơi khác nhau. Mùi này chị cũng thích luôn. Thích luôn hả? Bao nhiêu điểm đây? Nó khá là dễ dùng á, cũng không gọi là ấn tượng như chai kia á. Cho nên là chị cho 9.9 đi. 9 trên 10 với lại Versace Dijon Bleu. Thơm. Ok. Ok. Và chai nước hoa thứ ba đó chính là Acqua di Gio Profumo nha. Thì cái chai này á là một chai nước hoa mang cái hương vị là hương vị biển cả. Để xem coi cái chai nước hoa hương vị biển sẽ như thế nào trong cái mắt của nữ giới. Không biết chị có thích luôn chai này không nữa. Mùi này khá lạ nha, đúng là nó khác hẳn hai chai còn lại á, hai chai đầu tiên á, đúng là rất là fresh. Chị khá là thích những chai các bạn nam khi mà sử dụng tông nước hoa trầm, có thể là do độ tuổi của chị chẳng hạn. Theo mùi này thì chị cũng rất là thích, nhưng mà do hai cây đầu nó khá là ấn tượng hơn nên là mặc dù rất là thích, rất là thơm, rất là thích, phù hợp với cái thời tiết mùa hè này, nhưng mà chị sẽ chấm cho nó 8 điểm. Ok, Acqua di Gio Profumo được 8 điểm nha. Chai nước hoa thứ tư đó chính là Straight to Heaven Extreme của By Kilian. Thì cái chai này là cá nhân mình là cái chai mình yêu thích nhất luôn. Thì để xem một cái chai nước hoa, một cái chai nước hoa lạ như thế này á thì sẽ như thế nào trong cái cảm nhận của chị. Đặc biệt nha, có cái mùi gì mùi đầu tiên? Cái mùi rượu rum đúng không? À đúng rồi, rất là ít mình đó giờ. Ít khi mà mình ngửi được cái mùi nước hoa nào mà nó có cái mùi rượu như thế này, perfect. Rất là cực kỳ, nói chung là khá vừa ấn tượng mà vừa đúng sở thích, đúng gu của mình nữa. Chết rồi, lỡ chấm chai kia 9.5 rồi. Chai này bao nhiêu điểm đây? Chắc là phải trên, tại vì vừa đúng gu mà vừa đặc biệt vừa ấn tượng. 9.75. Ok. Mang từ từ, đang suy nghĩ. Cho 10, mùi thì nó tuyệt đối quá. 10 là thắng luôn á. Chắc phải rồi, thôi 9.75 đi, lỡ okay. Chai Straight to Heaven phiên bản Extreme của By Kilian là 9.75 trên 10 nha các bạn. Ok, chai nước hoa thứ 5 đó chính là One Million Lucky của Paco Rabanne. Thì để xem coi nước hoa này sẽ như thế nào nha. Mùi này rất là
rất là trẻ nha mấy bạn. Nó không, nó vẫn có độ trầm nhưng mà nó thiên về cái gì đó rất là trẻ trung, rất là sôi động, rất là phù hợp, khá là phù hợp với các bạn tầm tuổi 20 đổ lại. Khi mà đặc biệt là mình thấy là mùa này nó khá là gây ấn tượng với những cái bạn trẻ, với những nữ giới, với những bạn gái mà tầm độ tuổi dưới 20, nếu mà bạn muốn gây ấn tượng với những cô gái đó. Nhưng mà nó không có phải là gu của mình, nó khá là ngọt, mùa rất là ngọt và rất là, cho nên là chắc là 7 thôi. Ok, không... 7 trên 10. Ok thì khoan, không lẽ giờ mình nói tiếp, nãy giờ chị hỏi nha, chắc 5 chai nước hoa rồi, hơi bị loạn, cái mùi nó hơi bị loạn ha, nên là chắc là mình gọi là nghỉ giải lao chút xíu đi. Chào các bạn, hiện tại thì ở Facebook mình có một cái group tên là Vịnh Đàn Ông. Thì mình mời tất cả các bạn tham gia vào group cùng mình với những anh em khác, để có gì mình cùng chém gió, cũng như là bàn luận, cũng như là giải thắc mắc cùng nhau nha. Ok, hết quảng cáo. Thì quay lại với chai nước hoa thứ 6, đó chính là Dior Sauvage Eau de Parfum. Thì chai nước hoa này có lẽ là đã quá là thông dụng và quen thuộc rồi. Để xem. Đúng là mình đã từng ngửi thấy cái mùi hương này khá là nhiều lần. Sao hơi giống mùi Playboy ấy nhỉ? Playboy à? Không biết nữa, nhưng không, cái là lâu lâu mình thoảng qua thôi, nhưng mà mình không nghĩ là mùi Playboy đâu. Mùi Playboy thì chẳng ai bỏ tiền ra chứ mới đưa mua một chai Playboy về sức ra. Khá là thông dụng mà đúng là đúng như cái sự phổ biến, cái tính chất phổ biến của nó. Tại vì mình nó rất là dễ dùng luôn, cho nên là mà mùi nó cũng rất là mình gặp phải nó nhiều lắm. Gì trời. Vậy thì cái nước hoa này là một chai rất là cơ động. Đúng. Vậy thì cơ động, cái nước hoa Dior Sauvage cơ động này sẽ được bao nhiêu điểm đây? Nó khá là thơm nhưng mà bởi vì mình thấy nó khá là phổ biến rồi mình, nên mình làm cho mình cảm thấy nó khá hơi không có gì khác biệt quá, cho nên là cho 8 đi. Đó. Mặc dù nó khá là phổ biến nhưng mà không thể nào chối cãi được cái hấp dẫn của mùi hương này nha. Và Dior Sauvage Eau de Parfum đã được 8 trên 10 điểm nha mấy bạn. Ok, chai nước hoa thứ 7 đó chính là Gucci Beauty Black. Cái chai nước hoa này thì ấn tượng đầu tiên của mình là khá là khó để được cái ngửi được cái mùi chính xác của nó. Không được nồng cho lắm nên mình nghĩ là nó thơm, nhưng mà nếu mà bạn muốn gây ấn tượng một cô gái á, thì mình không nghĩ nó là một cái good option. Tại vì mình ngửi trực tiếp như thế này á, mình đã thấy mùi nó đã không có được tỏa cho lắm rồi, thì khi mà bạn dùng trên người thì mình nghĩ là người gần bạn thì nó khó mà ngửi được. Chỉ dùng nên khi đi với lại người yêu, thì khi đó mà cô gái của bạn mới có cơ hội được thưởng thức nhiều hơn, mà được cái mùi nó khá là thơm, khá là dễ chịu nha. Cơ thể đây là một cái bí ẩn từ nhà sản xuất để khiến cho người ngửi phải thắc mắc đây là mùi gì, thôi thúc người ta phải tiến lại gần một cái chàng trai hơn. Đúng, cũng để có thể cảm nhận cái mùi hương trên người anh ta. Các mấy bạn cẩn thận nha. Ok, vậy thì Gucci Beauty Black sẽ được bao nhiêu điểm đây? Mình cũng không ấn tượng lắm cho nên là 7 thôi. Ok, Gucci Beauty Black chỉ được có 7 điểm trên 10 thôi nha. Chai nước hoa thứ 8 đó chính là Lanny DeLome của YSL. Để xem Lanny DeLome sẽ đạt được bao nhiêu điểm trong mắt phụ nữ nha. Chai này ấn tượng đầu tiên là mình cảm thấy nó hơi giống có mùi nghệ. Lanny không biết là sao nhưng mà thật ra khá là thơm nha. Tại vì khi mà em vừa mới xịt cho chị ngửi, cái mùi nó tỏa ra khá là ấn tượng, khá là thơm rồi. Có một chút gì đó khá là bí ẩn, cái mùi nó chìm nó xuống nhưng mà nó vẫn thôi thúc cái sự tò mò của mình. Rất là thích hợp với lại đi hẹn hò nhất. Đúng là rồi, buổi tối. Buổi tối á, nó bí ẩn. Một cái làn hương len lỏi trong từng ngóc ngách và trong cái một cái bàn đêm đó, nó ấn tượng của mình. Thì đó lý do có thể cái tên cái nước hoa này là Lanny DeLome, có nghĩa là đêm tối của một người đàn ông. À đó, thì ra là vậy. Rất là thích hợp với những cái bạn nam mà muốn đi hẹn hò. Mang cái sự bí ẩn á, đúng không sai người nè. Bạn xúc đặt cái nước hoa như thế này mà. Và thơm thì sẽ được bao nhiêu điểm đây? Khá là nhẹ nhàng, tại vì trước đó mình thích những chai mà mùi gỗ khá là nồng nàn á. Nhưng chai này rất là thơm, nó không bị nồng, nhưng mà mình thích 9.5 đi. Với chai nước hoa chiến thắng nó cũng chính là Straight to Heaven Extreme của By Julian. Thì theo nghĩ là tại sao cái chai này nó lại nổi bật hơn tất cả những chai còn lại và đạt được cái sự chiến thắng ngày hôm nay? Theo mình nghĩ là thứ nhất là đối với độ tuổi người dùng thì mình và gu nữa. Tại vì mình thích đối với độ tuổi này á, và mình thích đàn ông khi mà người ta phái mạnh á, người ta khi sử dụng một cái mùi hương trầm mình rất là ấn tượng, tạo được cái sự vững chắc tin tưởng. Thì thứ nhất là nó có cái mùi trầm đúng theo cái gu của mình, mùi gỗ khá là rất là thơm. Mà nó lại, các bạn có biết cái chai mà Lelabo mà Baba Central thì mùi gỗ rất là nồng luôn, rất là nhiều người dùng, nhưng mà mình cũng không ấn tượng lắm. Tại vì mùi gỗ nó rất là nồng, rất là chỉ một mùi gỗ thôi, nhưng mà cái sản phẩm này nè, nó có một chút mùi gỗ đó, mùi gỗ ấn tượng nhưng mà nó không quá bị nồng và bị đơn mùi như là cái chai đó. Và nó tại vì nó thêm một cái lớp mùi rượu rum rất là lạ đó, giờ mình ít khi ngửi được cái chai nước hoa nào mà có mùi rượu rum trọng. Cho nên cái sự kết hợp này rất là khá là gây bất ngờ cho mình. Vừa thơm vừa bất ngờ, cho nên là mình rất là tâm đắc nha, khá là thích chai này khi mà một bạn nam
dùng nó và chắc chắn là mình sẽ rất là bị thu hút. Ok, thì cuối cùng là chơi nước hoa chiến thắng sẽ là Straight to Heaven Extreme của By Killian. Thì ok, mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem toàn bộ clip này của mình. Và mình cũng cảm ơn chị Nguyên cũng đã là khách mời và cũng đã sử dụng rất là khó khăn cái phần khu giác của mình. Thì cái phần cảm ơn sẽ là sau ông sau máy quay. Okay. Nhưng mà mình rất là cảm ơn vì chị Nguyên đã tham gia cùng với lại channel Men's Bay để có thể đưa tới các bạn một cái trải nghiệm chân thật nhất đến từ phụ nữ. Cảm ơn tất cả các bạn. Và nếu các bạn xem video này và muốn ủng hộ lại tinh thần của mình cũng như là tinh thần của khách mời, thì các bạn đừng ngần ngại bấm vào nút like cái video này. Và nếu các bạn ở người xem mà vẫn chưa bấm nút subscribe và đăng ký kênh đó, thì sao chị? Thì bấm ở dưới đây. Ở đây đúng không? Ở dưới đây. Và bấm cái chuông ở kế bên nữa, để sau này còn có những video clip rất là thực tế và hữu ích dành riêng cho đàn ông Việt Nam nha. Thực ra phụ nữ cũng được. Ok, mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của channel Men's Bay. Còn bây giờ thì chào các bạn.